đất nước trải qua mấy ngàn năm, con hồng cháu lạc bao dòng tộc sinh ra, có họ Bùi chúng ta. Sinh ra có họ Bùi chúng ta. Đất nước trải qua mấy ngàn năm, con hồng cháu lạc bao dòng tộc sinh ra, có họ Bùi chúng ta. Đã đến giờ làm việc chính thức của buổi lễ khánh thành nhà từ đường họ Bùi Đức, xã Xuân Áng. Đại diện gia đình xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, đại diện cho lãnh đạo hội đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Xuân Áng, các vị đại biểu khách quý của gia đình cùng con cháu về trước sân nhà từ đường để tổ chức nghi lễ chào cờ. Xin trân trọng kính mời. Chỉnh đốn trang phục xong, chào cờ, chào. One.
đất nước trải qua mấy ngàn năm, con hồng cháu lạc bao dòng tộc sinh ra, có họ Bùi chúng ta. Sinh ra có họ Bùi chúng ta. Kính thưa các vị đại biểu, lãnh đạo, đại diện các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Xuân Áng. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý của gia đình. Kính thưa các bác, các bá, các chú, các tín cùng đại gia đình trong dòng họ. Lời đầu tiên cho phép đại gia đình chúng cháu xin trân trọng, kính trọng, kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý của gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ khánh thành nhà từ đường họ Bùi Đức xã Xuân Áng thành công tốt đẹp. Kính thưa buổi lễ, kính thưa các vị đại biểu, khách quý. Đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ thời đại Hùng Vương xây dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh. Trong tiến trình phát triển của lịch sử, cũng như trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, như Bác Hồ đã nói, dân ta phải biết sử ta. Vậy nên, việc tìm hiểu lịch sử dân tộc, dòng họ, gia đình là nhu cầu của mọi người. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại vì đa số người dân trước hết vẫn phải có nhu cầu mưu sinh. Mặt khác, không phải ai cũng có điều kiện để tiếp cận với các nguồn thông tin để tìm hiểu những điều mà mình cần cảm thấy cần thiết, trong đó có tư liệu về lịch sử. Việt Nam ta có hơn 200 dòng họ ở mức độ khác nhau. Họ nào cũng có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Công lao của mỗi dòng họ đối với Tổ quốc thường thể hiện tập trung ở những người con ưu tú của mỗi dòng họ. Đã có hàng vạn người, họ là danh tướng, danh sĩ, nhà khoa học, nhà yêu nước đã quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp và những tấm gương sáng về nhân cách của những con người ưu tú ấy có ý nghĩa thời sự không chỉ đối với con cháu các dòng họ, mà còn tác động đến mọi công dân đất nước Việt khi nhớ về tổ tiên của mình. Kính thưa buổi lễ, kính thưa các vị đại biểu, khách quý, sau khi đại gia đình chúng cháu họp, bàn và đi đến thống nhất ngày 12 tháng 4 năm 2021, tức ngày 1 tháng 3 năm Tân Sửu, khởi công xây dựng nhà thờ họ Bùi Đức, địa điểm trên khuôn viên của gia đình tại khu 11 xã Xuân Áng. Qua thời gian xây dựng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đến nay đã hoàn thành. Đại gia đình chúng cháu là cụ Bùi Hữu Quyên, sinh năm 1930, đã trực tiếp báo cáo với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Áng xin phép được tổ chức lễ khánh thành nhà từ đường và được cấp ủy chính quyền cho phép. Hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2021, đại gia đình chúng cháu long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà từ đường họ Bùi Đức xã Xuân Áng. Trong không khí đoàn kết đầm ấm tình thân của các vị đại biểu, con cháu trong dòng họ vui mừng được đón tiếp các vị đại biểu khách quý. Về dự
lễ khánh thành nhà từ đường họ Bùi Đức, xã Xuân Áng. Thay mặt cho con cháu trong dòng họ xin được phép trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho lãnh đạo địa phương xã Xuân Áng. Ban tổ chức xin giới thiệu: một, ông Lê Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách đoàn thể nhân dân xã Xuân Áng. Hai, ông Nguyễn Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Ông Trình Xuân Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Áng đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Đại diện cho chi bộ và khu dân cư số 11 xã Xuân Áng, xin trân trọng giới thiệu ông Bạch Đức Vượng, Bí thư chi bộ trưởng khu 11 đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Đại diện các cộng đồng họ Bùi huyện Hiệp Hòa, xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Xuân Lập, trưởng ban hội đồng họ Bùi huyện Hiệp Hòa, ông Bùi Văn Thành, phó trưởng ban hội đồng họ Bùi huyện Hiệp Hòa đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức buổi lễ xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Kiếp Duyệt, là tình thân của gia đình, là trưởng ban trưởng lão, trưởng ban hội đồng họ Bùi xã Xuân Áng đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức buổi lễ xin trân trọng giới thiệu các cụ, các ông, các bà đại diện thông gia với cụ Bùi Hữu Quyên và cụ Trần Thị Ca, các ông bà đại diện cho các hộ dân với tình làng nghĩa xóm ở khu 11 cùng đại gia đình trong dòng họ đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình của buổi lễ là lễ cắt băng khánh thành nhà từ đường họ Bùi Đức. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý cùng con cháu trong dòng họ về trước sân nhà thờ họ để chứng kiến lễ cắt băng khánh thành nhà họ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Bùi Hữu Quyên, là người chủ trì trực tiếp chỉ đạo xây dựng nhà thờ họ Bùi Đức, đại diện cho dòng họ lên các ban khánh thành. Xin trân trọng kính mời cụ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách đoàn thể nhân dân xã Xuân Áng, ông Nguyễn Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Áng, ông Trình Xuân Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ông Bạch Đức Vượng, Bí thư chi bộ, trưởng khu 11, vào các phương tổ đường họ Hồ Đức, xin trân trọng kính mời. Trưởng ban hội đồng họ Bùi huyện Hòa, ông Bùi Văn Thành, phó trưởng ban hội đồng họ Bùi huyện Hòa, ông Bùi Kim Truyền là tình thân trưởng ban trưởng lão trưởng ban hội đồng họ Bùi xã Tư Đán, vào các phương tổ đường họ Bùi, xin trân trọng kính mời. Quay trở về
từ khi lên đạt tướng này.
cắm sâu vào trong. Hai cao cắm vào trong. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa buổi lễ, tiếp theo chương trình buổi lễ đại diện cho dòng họ, cháu xin được báo cáo tóm tắt lịch sử của dòng họ gốc họ Bùi gốc Thái Bình và việc xây dựng nhà thờ họ Bùi Đức xã Xuân Áng. Cái thứ nhất, lịch sử Bùi tộc tỉnh Thái Bình. Việt Nam ta có hơn 200 dòng họ ở mức độ khác nhau, họ nào cũng có những công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Tổ tiên Bùi tộc tỉnh Thái Bình theo tộc quả ghi lại là ở Đồng Bùi thôn, Lại Trì xã, Hội Khê Tổng, Trực Định huyện, Yến Sương Phủ, Nam Định tỉnh, nay là thôn Đại Du, xã Vũ Sơn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Đến nay dòng họ đã phát triển được 13 đời. Năm 1990, ban sưu tầm biên tập gia phả họ, dòng họ gồm các ông Bùi Thế Quái, nguyên là trưởng tộc, trưởng ban, ông Bùi Trọng Thanh là siêu tầm và biên tập, ông Bùi Thanh Nghễ là được nhiệm vụ siêu tầm, ông Bùi Văn Cự siêu tầm. Trên cơ sở dựa vào gia phả họ do cụ Cử Tín viết bằng chữ Hán cho ngành 2, được ông Khái dịch sang chữ quốc ngữ là tiếng Việt. Năm Đinh Hợi 2007, trong họ đã quyết định phát hành tái bản gia tộc phả đợt 2. Cách ghi theo từng ngành từ 1 đến 3, ghi theo gia đình bắt đầu từ tổ tiên đến nay. Mỗi thành viên đều được ghi theo thứ tự đời để ghi rõ những người cùng đời và ngang hàng nhau, đời ghi trước là anh, cùng đời ghi sau là em. Như vậy, theo tộc quả ghi lại thì gia đình chúng tôi thuộc chi 2, ngành 2, cụ tổ Bùi Đình Bột, chi 2, Bùi tộc được gọi là đời thứ nhất. Tính đến năm Kỷ Sửu 2009,
đang xem được tám đời theo đinh gọi là con trai, dòng họ đã thống nhất chọn năm 2009 là mốc cho mãi mãi sau này, khi mỗi đời tăng thêm thì ghi bổ sung tiếp vào phần tự lập của chi hang trong phả tộc có ghi từ năm 1943, triều đình phong kiến với giặc ngoại xâm và thiên tai tàn phá gây ra nạn đói, nhiều gia đình phải ly tán không tìm được nhau, chi ta cho một còn có gia đình cụ Bùi Văn Đản đời thứ năm sinh hạ được ba người con. Cụ Bùi Văn Đản dỗ ngày 7 tháng 9, vợ cụ Đản là Bùi Thị Trợ dỗ ngày 28 tháng 10, các con gồm Bùi Thị Chuột dỗ ngày 7 tháng 11, chồng là Tạ Văn Bách, hai là Bùi Văn Lập tức Bùi Hữu Quyên, ba là Bùi Văn Quảng. Riêng con trai tên Bùi Văn Lập đời thứ 6 thất lạc ở Chợ Mè, tỉnh Phú Thọ. Đến năm 2009 thì tìm được về với cội nguồn tổ tiên dòng tộc. Về quá trình lập thân lập nghiệp của cụ Bùi Văn Lập tức Bùi Hữu Quyên đời thứ 6 cùng con cháu tại xã Xuân Áng, huyện Hòa Hà, tỉnh Phú Thọ. Cùng với sự phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam và các dòng họ nói chung, giai đoạn thời kỳ cách mạng 1939-1945, ngày 1 tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, chính phủ phản động Pháp thi hành chính sách phát xít khủng bố trắng trợn Đảng Cộng sản và các tổ chức dân chủ, hủy bỏ các quyền tự do dân chủ, thẳng tay bóc lột nhân dân lao động. Trong nước thì địa chủ cuồng hào, một số địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc. Tháng 9 năm 1940, phát xít Nhật đưa quân chiếm đóng. Nhật Pháp thỏa hiệp rảnh tay vơ vét tài nguyên, nhân lực, vật lực của nhân dân thuộc địa. Chúng vơ vét lương thực chứa vào các kho, bắt nhân dân ta phải nhổ lúa trồng đây, trồng thầu dầu ve. Người dân trong cảnh cơ cực lầm than, một cổ ba chồng, nạn đói xảy ra, hàng vạn người chết đói. Gia đình bố cháu cũng không ngoại lệ, phải tha hương cầu thực. Sau số phận như định mệnh, năm 1943, cả gia đình bố cháu được ông bà nội dẫn ba chị em lên tỉnh Phú Thọ kiếm sống. Cực chẳng đã, khi đến Chợ Mè tỉnh Phú Thọ thì người em út tên là Bùi Văn Quảng bị ốm, bị chết đói. Cũng do hoàn cảnh của xã hội lúc bấy giờ, gia đình bố cháu bị thất lạc nhau từ đây, mỗi người một nơi, chia đàn sẻ nghé. Cách mạng tháng 8 năm 1945, đối với trước cách mạng tháng 8 năm 1945, đối với xã Xuân Áng lúc bây giờ dân số thưa thớt. Cả xã có 150 hộ với gần 500 nhân khẩu, nhân dân xã Xuân Áng cũng nhân dân như nhân dân cả nước phải sống trong cảnh cơ cực, gây áp bức bóc lột của bọn địa chủ thực dân phong kiến. Đa số nhân dân phải đi cày thuê cuốc mướn, nộp tô cho địa chủ. Ngoài việc làm thuê nộp tô cho địa chủ còn phải chịu nhiều khoản thuế cho các nhà chức sắc hào lý trong làng như thuế đinh, thuế điện, vân vân. Theo quy luật có áp bức thì có đấu tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi nghĩa lãnh đạo giành chính quyền. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, bản hùng ca bất hủ được vang lên trong vườn hoa Ba Đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Chính quyền mới được xây dựng có hệ thống từ trung ương đến cơ sở. Từ đó ông bà nội cháu đưa chị gái của bố cháu về quê hương bản quán và sinh sống tại thôn Đại Du, xã Vũ Sơn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Còn bố cháu số phận như định mệnh, cũng là cái duyên ở đời, do thất lạc gia đình bơ vơ ở Chợ Mè, Phú Thọ. Lúc đó bố cháu là đứa trẻ nhỏ, đâu hiểu gì đến các chính biến của xã hội, có đâu biết mình không có tuổi thơ. May mắn thay, đây cháu xin được trích dẫn lời bút tích của cụ Bùi Kim Duyệt. Cụ Bùi Kim Duyệt nói, cụ Phạm Thị Mùi, người thị xã Phú Thọ, là người buôn bán, đem bố cháu lên bán cho cụ Bùi Hữu Triều, lấy 200 cân thóc. Có nói tên cháu này là cháu Tuyên, cụ Triều bảo. Tên cháu trùng tên với chú Tuyên, con của Định, em gái tôi, nên đổi tên thành Bùi Hữu Quyên, làm con nuôi tôi. Nhà cụ Triều lúc bấy giờ có 5 người con là Bình, Duyệt, Thẩm, Vẻ, Vang. Tuyên kém tuổi ông Duyệt nên làm em ông Duyệt, anh của Thẩm, Vẻ, Vang, cụ Duyệt kể lại. Ông Quyên thông minh, nhanh nhẹn, lại được sống trong một gia đình khuôn mẫu,
nên đã học hỏi được đức tính tốt của cụ Triểu. Đấy là cái số phận như định mệnh, là cái duyên ở đời, do thất lạc gia đình lại được làm con nuôi của cụ Triểu, dòng họ Bùi Hữu ở đất Xuân Áng này, là một sự trùng lập ngẫu nhiên như trời định. Bố cháu vẫn giữ nguyên được họ của mình. Đến năm 1953, Đảng Chính phủ phát động cải cách cách mạng giảm tô ông Khuyên ra ở nhà cụ Tiện, mẹ và ông Bùi Hữu nhận. Sau cách mạng tháng 8, ông Khuyên được theo học lớp bình dân học vụ. Năm 1945, gia đình cụ Triểu là địa chủ, là đối tượng của cuộc cải cách nên ông Khuyên không quan hệ với cụ Triểu. Năm 1957, Đảng Nhà nước sửa sai, gia đình cụ Triểu không phải là địa chủ, được hạ thành phần khác, thay đổi thành phần. Ông Khuyên tiếp tục đi lại quan hệ bình thường với gia đình cụ Triểu. Trong giai đoạn 1958 đến năm 1978, mặc dù bố cháu không được ăn học như những người khác cùng trang lứa, song ý chí cách mạng, ham học hỏi và được thừa hưởng một phần giáo dục và sự giúp đỡ của gia đình cụ Triểu, đặc biệt là tính cách, nhân cách, nên bố cháu đã tham gia công tác xã hội ở nhiều cương vị khác nhau như đội phó sản xuất Xuân Hòa, đội trưởng sản xuất, đội phó dân quân, phó công an xã Bảo Toàn, xã đội trưởng, phó chủ tịch ủy ban hành chính xã Xuân Áng. Đây là tư liệu do chúng cháu lấy từ giấy khen, bằng khen của bố cháu hiện còn lưu trữ trong gia đình. Đối với cuộc sống gia đình, năm 1953, Đảng Chính phủ phát động cuộc giảm tô bố cháu ở nhà cụ Tiện, mẹ và ông Bùi Hữu Nhận và kết hôn với mẹ cháu là Trần Thị Ca, sinh năm 1928, quê ở Tiền Hải, Thái Bình, trong một gia đình có 4 chị em. Người cùng cảnh ngộ, cha mất sớm, bà ngoại đưa mẹ cháu và gia đình đi tha phương cầu thực ở đất Phú Thọ và ở nhà cụ Chánh Linh. Mẹ cháu tên thật là Trần Thị Ca, theo phả tộc họ Trần ở Thái Bình. Có lẽ chung niềm đau khổ nên người ta hay xích lại gần nhau. Bố mẹ cháu gặp nhau trong hoàn cảnh ấy và hai người quyết định tự nguyện xây dựng một mái ấm gia đình. Lúc đó bố cháu ở nhà cụ Tiện, mẹ cháu ở nhà cụ Đối. Đám cưới được tổ chức dưới sự chứng kiến của người thân và một số bà con lối xóm, gọi là đám cưới cho đúng nghĩa thôi chứ. Thôi chứ chẳng hai bên không có gì ngoài hai bàn tay trắng, chỉ có hai trái tim cùng khổ cùng thương yêu nhau là tài sản lớn nhất. Thế là xóm nghèo lại có thêm một gia đình nhỏ, và từ đó 9 anh em chúng cháu được sinh ra trong vòng tay yêu thương của mẹ và sự đùm bọc của người thân cùng bà con lối xóm. Đặc biệt phải nói rằng bà con lối xóm đã nhường cơm sẻ áo, coi nhau như ruột thịt. Những tấm lòng thơm thảo ấy, bố mẹ chúng cháu, gia đình chúng cháu mãi biết ơn, kính trọng, tình cảm quý báu. Và từ đây tuổi thơ của chúng cháu đã có gia đình, có xã hội. Quê hương Xuân Áng có thể nói là quê hương thứ hai của gia đình nhà chúng cháu. Như vậy, 9 người con của cụ Bùi Hữu Khuyên và cụ bà là Trần Thị Ca là đời thứ 7 thuộc chi 2, ngành 2, tròm 1 gốc Thái Bình. Gồm có 1. Đó Bùi Hữu Quang, vợ là Nguyễn Thị Bình. 2. Bùi Hữu Vinh, vợ là Nguyễn Thị Hương. 3. Bùi Hữu Thành, vợ là Nguyễn Thị Lâm. 4. Bùi Hữu Đô, vợ là Nguyễn Thị Vân. 5. Ông Bùi Hữu Thị, vợ là Nguyễn Thị Tuyền. 6. Ông Bùi Xuân Dương, vợ là Trần Thị Loan. 7. Ông Bùi Xuân Tịnh, vợ là Hà Thị Quang. 8. Ông Bùi Hữu Trúc, vợ là Nguyễn Thị Thêm. 9. Ông Bùi Hữu Sáng, vợ là Lê Thu Lan. Và kế tiếp các thế hệ trong gia đình họp bàn và thống nhất lấy tên đệm là Đức, mục đích để con cháu sau này thống nhất trong tộc phả, tiện cho việc theo dõi ghi chép, đồng thời cũng là cái mốc của lịch sử dòng họ khi lập nghiệp tại Xuân Áng, huyện Hào Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra không có mục đích gì khác. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, tổng số hộ trong gia đình là 22, số con trai dâu là 18, hàng cháu là 42, hàng chắt là 27, hàng chút là 1.
về tóm tắt thứ hai là về tóm tắt kết quả xây dựng nhà thờ họ Bùi Đức xã Xuân Áng. Kính thưa buổi lễ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, trước hết nhận thức của gia đình chúng cháu đối với phong tục thờ cúng tổ tiên đã có từ ngàn đời. Thờ cúng tổ tiên là tập tục lập bàn thờ người thân đã chết. Đối với người Việt, phong tục thờ cúng tổ tiên gần như đã trở thành một tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Không gia đình nào không có bàn thờ tổ tiên. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, Việt Nam có trên 200 dòng họ ở mức độ khác nhau. Nhờ có việc gìn giữ phong tục, tập quán và việc thờ cúng tổ tiên, các gia đình, các dòng họ Việt Nam truyền từ đời này qua đời khác cũng trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống đó. Vì vậy, UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng tỉnh Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Gia đình chúng cháu cũng học hỏi các gia đình, các dòng họ, đặc biệt là các dòng họ ở Xuân An như họ Bùi, họ Nguyễn, họ Ngô, họ Đinh, họ Lê, họ Trình, vân vân. Việc xây dựng nhà từ đường của gia đình chúng cháu cũng đã ấp ủ từ lâu. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên chưa có thể xây dựng được. Mãi đến ngày 28 tháng 10 năm Canh Tý năm 2020, theo nguyện vọng của con cháu trong gia đình, dưới sự chủ trì của bố cháu là cụ Bùi Hữu Khuyên đã mời con trai dâu, các cháu và đại gia đình họp bàn đi đến thống nhất quyết định xây dựng nhà từ đường đại gia đình và lấy tên là nhà thờ họ Bùi Đức xã Xuân Áng. Ngày 12 tháng 4 năm 2021, tức ngày 1 tháng 3 năm Tân Sửu, khởi công xây dựng nhà thờ họ Bùi Đức trong khuôn viên của gia đình tại khu 11 Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bố cháu là Bùi Hữu Quyên do Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa cấp ngày 7 tháng 11 năm 2008. Thuê đơn vị thiết kế là công ty cổ phần kiến trúc HCG, địa chỉ số S1, ngõ 52, Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nhà thờ đường tổng diện tích xây dựng là 65m² bằng bê tông cốt thép. Hình thức kiến trúc theo lối nhà thờ cổ 3 gian, mỗi gian có chiều rộng là 2,5m, chiều sâu là 4,5m, chiều cao là 3,2m, hiên nhà là 1,4m, phần mái đổ bê tông, dán gói đỏ 2 lớp, gói chiếu trần và gói dán mái. Sân nhà thờ tổng diện tích là 81m². Các công trình phụ trợ bao gồm nhà ngang tổng diện tích là 45m², phần mái lợp ngói, giếng hơi truyền thống và sân giếng tổng diện tích là 20m². Nội thất của nhà thờ, gian chính giữa theo hướng từ ngoài vào gồm án gian, bàn thờ, phía trên là hành phi câu đối được làm bằng gỗ mít, sơn ta, sơn son chiếc vàng. Gian bên phải hướng từ ngoài vào được bố trí một chuông đồng, một bộ phản bằng gỗ lem xanh và một tủ tre bằng gỗ mít. Gian bên trái hướng từ ngoài vào được bố trí một bộ trường kỷ bằng gỗ vụ, một tủ đựng đồ mang tính lịch sử của gia đình và một tủ đứng bằng gỗ len. Nguồn kinh phí huy động để xây dựng được huy động từ việc đóng góp theo đinh trong dòng họ và sự tự nguyện phát tâm của con cháu trong dòng họ. Tổng công trình tính ra tiền theo số liệu thống kê chưa đầy đủ khoảng trên 1 tỷ đồng. Công trình xây dựng và được hoàn thành vào ngày 11 tháng 11 năm Tân Sửu và hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2021 chính thức khánh thành nhà từ đường của gia đình chúng cháu. Vừa qua, thay mặt gia đình chúng cháu, cháu cũng đã báo cáo trước các vị đại biểu khách quý của gia đình, trước đại gia đình trong cái quá trình phát triển lịch sử của cánh ngành 2 chi 2 ngành 2 của gia đình chúng cháu từ Thái Bình lên đây và quá trình xây dựng nhà thờ họ. Sau đây thì xin những cái phần thảo luận xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và đặc biệt làm rõ thêm những nguồn gốc của gia đình chúng cháu khi lập nghiệp tại xã Xuân Áng này. Tiếp theo chương trình của buổi lễ, ban tổ chức buổi lễ xin trân trọng giới thiệu và ông là ông Bùi Văn Thành, phó ban hội đồng họ Bùi huyện Hà Hòa, D
lên phát biểu ý kiến động viên gia đình. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Áng. Kính thưa ông Bùi Kim Duyệt, Chủ tịch Hội đồng trưởng lão của huyện Hà Hòa, Hội đồng Họ Bùi huyện Hà Hòa. Kính thưa các đại biểu, các vị đại biểu, khách quý. Kính thưa các cô, các ông, các bà và anh chị em trong gia tộc Bùi Đức, xã Xuân Áng. Rất bình thường có Hội đồng Bùi tộc huyện Hà Hòa hôm nay về đây được dự lễ khánh thành nhà tư đường của họ Bùi Đức Xuân Áng. Thay mặt cho Hội đồng trưởng lão huyện Hà Hòa, thay mặt cho Hội đồng Bùi tộc họ Bùi huyện Hà Hòa, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến các quý vị đại biểu của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Áng. Xin kính gửi đến các quý vị đại biểu và toàn thể gia đình họ Bùi Đức xã Xuân Áng lời chào và lời chúc sức khỏe. Kính chúc các quý vị đại biểu, các cụ bà và anh chị em trong gia tộc Bùi Đức mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công cho cuộc sống. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà và anh chị em trong gia tộc họ Bùi Đức xã Xuân Áng. Hôm nay được trực tiếp chứng kiến khuôn viên của nhà tư đường họ Bùi Đức, chúng tôi cảm thấy đây là một sự đóng góp rất to lớn bằng trí tuệ, bằng sức người, sức của. Đến hôm nay, họ Bùi Đức chúng ta đã có một gian nhà tư đường và khuôn viên khang trang và sạch đẹp. Từ đây, toàn thể các thế hệ trong gia đồng, gia đình, Bùi tộc có nơi để mà thờ tơ, có nơi để mà họp, hội họp để bàn việc họ. Làm sao để mà xây dựng cho dòng họ chúng ta ngày một trường tồn và phát triển, mối quan hệ giao lưu trong dòng họ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong làm ăn kinh tế ngày một phát triển, và cùng với các dòng họ khác trong xã Xuân Áng, trong huyện Hạ Hòa, trong tỉnh Phú Thọ xây dựng quê hương của đất nước chúng ta ngày càng phồn vinh, giàu đẹp và phát triển. Và cũng từ đây mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với các dòng họ khác, và cũng là mong cái sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, được Mặt trận Tổ quốc của xã Xuân Áng sẽ phối hợp giúp đỡ bà con họ Bùi Đức, gia đình gia tộc Bùi Đức của xã Xuân Áng tiếp tục phát huy cái truyền thống của gia đình, của dòng họ Bùi Đức để mà xây dựng, làm cho thế hệ của chúng ta hôm nay và mai sau mãi mãi được phát triển rực rỡ trong tương lai. Trong buổi họp ngày hôm nay để mà dự lễ tổ chức, chúng tôi rất vinh dự, không có nói gì hơn là một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, xin kính chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể anh chị em trong gia tộc họ Bùi Đức xã Xuân Áng mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục phát huy truyền thống của dòng họ trong tương lai. Chúc mừng gia đình Bùi tộc, gia đình Bùi Đức, gia tộc Bùi Đức, cộng đồng họ Bùi huyện Hà Hòa, hội đồng trưởng lão họ Bùi huyện Hà Hòa. Chúng tôi có vòng hoa tươi thắm để chúc mừng cho toàn thể gia tộc. Xin kính mời ông Bùi Xuân Lập là chủ tịch
Hội đồng gia tộc huyện Đào Hòa lên gửi lãng hoa cho gia tộc. Xin kính mời ông Bùi Xuân Lập. Xin cảm ơn các quý đại biểu, xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà và anh chị em cùng với các cháu trong gia tộc, xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức buổi lễ xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Bùi Kiếp Duyệt là tình thân của gia đình, trưởng ban trưởng lão, trưởng ban hội đồng họ Bùi xã Xuân Áng lên phát biểu động viên gia đình Bùi tộc xã Xuân Áng. Xin trân trọng kính mời cụ. Thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác, anh em, con cháu, tôi là Bùi Kiếp Duyệt, mời về từ nước Khánh Thành là từ đường Thủ Đức xã Xuân Áng, với tư cách là một cá nhân, gia đình có tình cảm với cụ Duyệt. Trước hết, tôi gửi lời kính chào các cụ, các vị đại biểu về dự lễ Khánh Thành nhà từ đường họ Bùi Đức, lời chào thân ái và đoàn kết. Sau đây tôi có đôi lời phát biểu được ban tổ chức mời dự lễ Khánh Thành. Kính thưa các cụ và các vị đại biểu, ai cũng hiểu câu của người xưa nói ẩm thủy chi nguyên, tức là uống nước nhớ nguồn. Nên mỗi dòng họ hay mỗi gia đình đều có một nơi thờ tôn nghiêm để thờ tổ tiên. Chưa có nhà thờ thì dành một gian nhà để thờ tổ tiên, tri ân công đức những người đã khuất. Đó là nhà từ đường. Vậy nhà từ đường là nơi tri ân hương khói công đức tiên tổ, hương hồn của các bậc tiên tổ gắn kết theo sát những con cháu đang sống để kế thừa sự nghiệp. Từ đường là nơi giữ gìn đạo lý gia đình, dòng họ và kỷ cương pháp luật của nhà nước. Từ đường còn là nơi tượng trưng sự đoàn kết của gia đình, là nơi giáo dục các con cháu kế thừa sự nghiệp của cha ông. Kính thưa các cụ và các vị đại biểu, tính từ đời cụ Khuyên đã đến đất Xuân Áng nay 78 năm, đã có 5 đời đương đại trên 10 hộ là Đinh Nam, mà đây đã xây dựng được một ngôi nhà từ đường theo cách hiện đại vĩnh cửu. Thật là sự hiếm có so với ở địa phương xã Xuân Áng. Đó là thể hiện một sự tri ân tiên tổ cao, có tâm, có tầm nhìn xa. Hai là thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn tri. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu, tôi được về dự có đôi lời phát biểu, có điều gì thiếu sót, thưa sót, xin các cụ, các vị đại biểu, quý khách và các ông bà miễn thứ. Chúng tôi xin chúc buổi lễ thành công, kính chúc các cụ, các vị đại biểu mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình của buổi lễ, ban tổ chức của buổi lễ xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Áng, đại diện
cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Áng lên phát biểu ý kiến chúc mừng nhân ngày Đại gia đình tổ chức lễ khánh thành nhà từ đường họ Bùi Đức. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác thuộc chi ngành dòng họ Bùi Đức xã Xuân Áng. Hôm nay tôi rất vui mừng phấn khởi khi được vị đại diện cho chi ngành dòng họ mời về đây chung vui chứng kiến chi ngành dòng họ Bùi Đức thuộc cộng đồng họ Bùi xã Xuân Áng vừa mới chung tay xây dựng ngôi nhà thờ tổ tiên thật là khang trang rộng rãi. Xã Xuân Áng chúng ta được sáp nhập bởi các xã lân loại Chí Lưu với diện tích 45,21 km², dân số hơn 11.000 người. Trước sáp nhập có 30 khu dân cư, sau sáp nhập còn 19 khu. Trên địa bàn rộng lớn hiện nay có rất nhiều dòng họ đã và đang phát triển trên quê hương Xuân Áng anh hùng của chúng ta sinh sống. Có những dòng họ lớn như dòng họ Nguyễn Bá ở khu 2, họ Hoàng ở khu 1, họ Dương ở khu 4, họ Nguyễn Hữu ở khu 7, cộng đồng họ Bùi, họ Ngô, họ Nguyễn ở khu 11, họ Đinh ở khu 13, dòng họ Trình Văn ở khu 17, họ Đỗ ở khu 19, vân vân. Nói đến cộng đồng dòng họ thì có lẽ theo khảo sát của cá nhân tôi, cộng đồng họ Bùi là cộng đồng dòng họ thuộc số đông nhất xã Xuân Áng ngày nay và chi ngành dòng họ Bùi Đức đang thuộc cộng đồng dòng họ lớn ấy. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, ngoài những dòng họ kể trên quê hương Xuân Áng chúng ta cũng còn rất nhiều các dòng họ khác nữa, các dòng họ trong làng ta dù đông người hay ít người đều đoàn kết thống nhất, chịu thương chịu khó, chăm chỉ lao động làm ra nhiều của cải vật chất, xây dựng kinh tế gia đình ngày càng giàu đẹp. Con em các dòng họ trong xã đều phấn đấu thi đua sôi nổi, hoạt động tích cực trong mọi lĩnh vực. Nhiều người thành đạt trong sự nghiệp như lĩnh vực bảo vệ tổ quốc, ngành quân đội, có thiếu tướng Phạm Quang Ngân ở khu 3, đương kim là cục trưởng cục dân quân Bộ Quốc phòng. Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân cũng ở khu 3, đương kim là chính ủy sư đoàn 316. Đại tá Lê Quốc Hải ở khu 6, nguyên trưởng phòng chính sách quân khu 2. Đại tá Đỗ Hữu Lễ ở khu 17, nguyên cục trưởng cục hậu cần quân khu 2. Đại tá Đỗ Hữu Nam là con của đại tá Lễ, đương kim là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 255 binh chủng thông tin. Trong ngành công an có đại tá Trình Xuân Trường ở khu 6, nguyên phó giám thị trại giam Tân Lập. Trong lĩnh vực văn hóa giáo dục có rất nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, con em các dòng họ. Trong lĩnh vực chính trị có nhiều con em các dòng họ đã kinh qua các chức vụ lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các cấp có các thời kỳ, tiêu biểu như họ Bùi Hữu ở khu 11 có Bùi Hữu Bình, nguyên là phó chủ tịch tỉnh Yên Bái. Họ Nguyễn ở khu 10 có Nguyễn Quốc Liên, nguyên là chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy Hạ Hòa. Họ Nguyễn ở khu 3 có Nguyễn Văn Quế, đương kim là phó bí thư thường trực huyện ủy. Ông Nguyễn Đức Nhất, trưởng ban tổ chức huyện ủy Hạ Hòa và Nguyễn Quý, phó giám đốc sở thông tin truyền thông. Bên cạnh đó, các dòng họ khác cũng có nhiều con em là nhà giáo, là y sĩ, bác sĩ, chủ doanh nghiệp đang công tác trên mọi miền tổ quốc. Tôi xin bạn phép chỉ tóm tắt nêu lên vài nét khái quát như vậy để quý vị thấy rằng cộng đồng các dòng họ làng Xuân đã và đang phát triển vượt bậc theo tốc độ tăng trưởng đổi mới của đất nước Việt Nam nói chung và quê hương Xuân Áng nói riêng. Ngày xưa chiến tranh giặc giã, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hòa bình lập lại phải tái thiết quê hương đất nước, nhưng sau hơn 30 năm đổi mới dưới con đường dẫn dắt định hướng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương đất nước ta đã thay da đổi thịt, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, kinh tế văn hóa phát triển, xóa được đói, giảm được nghèo, nhiều dòng họ, nhiều gia đình trở nên giàu có. Các cụ ta có câu phú quý sinh lễ nghĩa. Ngày nay do điều kiện kinh tế phát triển, suy nghĩ về việc làm tâm linh được nhiều người, nhiều nhà, nhiều gia tộc chú trọng, hướng tới chân lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ, trồng cây. Nhiều gia đình, nhiều dòng họ đã thực hiện việc báo hiếu bằng cách phục dựng, tôn tạo nơi an nghỉ cuối cùng của tổ tiên thật khang trang sạch đẹp. Nhiều dòng họ đã huy động lòng hảo tâm của con cháu xây dựng nơi thờ tự gọi là nhà từ đường dòng họ. Đây cũng là nơi sinh hoạt hội họ mỗi khi tổ chức ngày giỗ tổ của dòng họ mình. Trở lại với chi ngành họ Bùi Đức hôm nay, nguồn gốc dòng họ từ nơi khác đến, đó là xã Vũ Sơn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, là một dòng họ rất lớn. Con em trong dòng họ đã sinh sôi nảy nở và có một chi ngành Bùi Đức đến ngụ cư ở làng Xuân Áng từ năm 1943. Xưa là khu 6, nay là khu 11 xã Xuân Áng. Từ vậy đến nay, dòng họ Bùi Đức đã sinh sôi nảy nở có trên 20 gia đình với 5 thế hệ, nhiều thành viên sinh sống. Con cháu của dòng họ không ngừng chung tay gìn giữ nét thuần phong mỹ tục, lòng nhân ái bao dung, luôn coi trọng đạo lý nghĩa tình, luôn nêu cao tinh thần hiếu học, luôn cần cù sáng tạo trong lao động, sống giản dị gần gũi thủy chung, ứng xử hài hòa. Nét truyền thống đó
như một di sản, một tinh hoa của làng nước, họ tộc được lưu giữ truyền và vun đắp qua thế hệ cha ông. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, dòng họ có 5 người con tham gia quân đội nhân dân Việt Nam. Trong sự nghiệp của Đảng, có Bùi Xuân Dương, đương kim Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Trong kinh doanh, có doanh nghiệp trẻ hậu duệ Bùi Đức Tuyền với nhiều mô hình hay, nhiều ý tưởng làm kinh tế sáng tạo được các cấp các ngành tôn vinh. Trong lĩnh vực y tế, giáo dục cũng có các con cháu mang tên họ Bùi. Hiện nay, họ Bùi Đức, xã Xuân Áng có hơn 20 hộ gia đình, trên 50 nhân khẩu sinh sống và làm ăn trên mọi miền Tổ quốc. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần ngày được cải thiện và nâng cao. Xuất phát từ việc quy tụ báo hiếu, chi nhánh dòng họ Bùi Đức đã huy động tiền bạc, vật chất, tinh thần xây dựng ngôi nhà thờ khang trang như hôm nay. Việc xây dựng từ đường dòng họ là một việc làm hết sức thiết thực, vì đó vừa là nơi con cháu thể hiện lòng tôn kính, biết ơn với công đức của tổ tiên, vì đó là nơi quần tụ gắn kết dòng máu huyết thống thiêng liêng của các thế hệ hậu duệ dòng họ về sau. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, là người đứng đầu Quốc ủy chính quyền, về dự lễ khánh thành nhà từ đường dòng họ Bùi Đức hôm nay, tôi có cảm nhận rằng chi nhánh dòng họ chúng ta đã làm rất tốt di chỉ của tổ tiên dòng họ để lại, đó là tổ tông công đức thiên liên tịch, tử tiếu, tử hiếu, tôn hiền, vạn đại vinh. Thay mặt Quốc ủy chính quyền, tôi mong rằng vị trưởng lão cùng tôn hiền đệ tử hãy cùng chung tay, chung sức, chung lòng xây dựng gia đình, xây dựng dòng tộc, xây dựng quê hương nơi cư trú ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Các thành viên trong họ tộc cùng hăng say thi đua lao động sản xuất, sánh vai với các dòng tộc khác xây dựng kinh tế gia đình phát triển. Mọi người, mọi nhà, mọi thành viên cùng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Chi nhánh dòng họ Bùi Đức hay phấn đấu tột bậc để là một trong những dòng họ tiêu biểu trong xã về sự trường tồn và phát triển. Cùng chung tay, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Xuân Áng chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trước lúc dừng lời, một lần nữa cho phép tôi thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương được gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con, anh em trong gia tộc họ Bùi Đức một lời chúc nhà nhà no ấm, hạnh phúc, người người sức khỏe, độ lượng, bao dung, gia đình an khang, thịnh vượng, trường tồn và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân dịp khánh thành nhà từ đường họ Bùi Đức, Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có lăng hoa tươi thắm, xin chúc mừng. Cái thương hiệu của tôi làm video ấy. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa buổi lễ, tiếp theo chương trình của buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình bà Hương là thông gia đối của khuyên bà cụ bà là Trần Thị Ca. Thì trong quá trình xây dựng nhà thờ với cái tình cảm của thông gia thì gia đình bà Hương có lãn hoa tươi thắm đến chúc mừng cho cái việc khánh thành nhà thờ. Xin trân trọng kính mời bà. Xin trân trọng cảm ơn gia đình bà Hương. Kính thưa buổi lễ, kính thưa các vị đại biểu, khách quý, vừa qua dòng họ Bùi Đức xã Xuân Áng rất vui mừng và trân trọng đón nhận các ý kiến phát biểu chúc mừng, các ý kiến phát biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến của các vị đại biểu, khách quý. Đại gia đình
con cháu trong dòng họ xin trân trọng đón nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu chúc mừng, các ý kiến phát biểu thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp của các vị đại biểu khách quý. Các ý kiến đã tập trung làm rõ thêm lịch sử nguồn gốc của dòng họ. Đó cũng là cơ sở chứng minh cho quá trình lập thân lập nghiệp của con cháu họ Bùi Đức trên mảnh đất quê hương xa Xuân Áng anh hùng. Đồng thời nhấn mạnh con cháu trong dòng họ luôn tôn vinh, động viên con cháu trong dòng họ phát triển, luôn hướng về cội nguồn, sống hiếu thuận cùng với các dòng họ khác xây dựng quê hương xã Xuân Áng ngày một giàu đẹp, văn minh, tiến bộ. Đại gia đình, con cháu trong dòng họ xin trân trọng đón nhận tình cảm đầm ấm, tình thân của các vị đại biểu dành cho con cháu trong dòng họ. Gia đình, con cháu trong dòng họ mãi khắc ghi tình cảm đầm ấm của các vị đại biểu, đồng thời luôn nhắc nhở động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cùng với nhân dân xã Xuân Áng quyết tâm thực hiện lộ trình xây dựng xã Xuân Áng đạt nông thôn mới. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa buổi lễ, qua một buổi sáng làm việc trên tinh thần cởi mở, đầm ấm, lễ khánh thành nhà từ đường họ Bùi Đức xã Xuân Áng đã hoàn thành nội dung và chương trình làm việc của buổi lễ và đã thành công tốt đẹp. Tại buổi lễ, các vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Áng, các vị đại biểu khách quý cùng con cháu gia đình đã tổ chức nghi lễ chào cờ. Thông qua báo cáo tóm tắt phát triển của lịch sử gia đình, báo cáo tóm tắt về xây dựng nhà thờ họ Bùi Đức xã Xuân Áng, đặc biệt con cháu rất vui mừng và trân trọng đón nhận các ý kiến phát biểu chúc mừng, phát biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến của các vị đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Áng. Các ý kiến mang tính định hướng cho hoạt động của dòng họ trong năm tới và những năm tiếp theo. Ý kiến phát biểu chúc mừng, phát biểu thảo luận của ông Bùi Văn Thành, Phó trưởng ban Hội đồng họ Bùi huyện Hà Hòa. Ý kiến phát biểu của cụ Bùi Kim Duyệt là tình thân của gia đình, trưởng ban Hội đồng, trưởng ban trưởng lão Hội đồng họ Bùi xã Xuân Áng, là nhân chứng sống về lịch sử đã làm rõ thêm nguồn gốc quá trình lập thân lập nghiệp của con cháu họ Bùi trên mảnh đất quê hương xã Xuân Áng. Con cháu trong gia đình xin trân trọng đón nhận, mác và mãi khắc ghi những giá trị lịch sử này. Trước khi dừng lời, đại gia đình chúng cháu xin trân trọng được kính chúc các quý vị đại biểu khách quý của gia đình sức khỏe, trân trọng kính chúc các gia đình, các dòng họ trường tồn phát triển. Xin tuyên bố bế mạc lễ khánh thành nhà từ đường họ Bùi Đức xã Xuân Áng tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.